Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đón năm 2024 âm lịch, được bề trên ban cho lộc lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu như vũ bảo, con cháu ba đời ăn không hết của, giàu có nhất vùng thiên hạ. Đinh Mùi 1967 thân mến, có phải những ngày tháng vừa qua quý vị đã phải sống trong một cuộc sống vô cùng mệt mỏi, mất việc, giảm lương, nợ nần chồng chất? Nếu đúng thì hãy nghe thật kỹ video của Minh Đường Tử Vi, biết đâu sau này Đinh Mùi cảm thấy biết ơn chính mình vì đã không bỏ lỡ video. Đinh Mùi là một người sống vì gia đình, vì mọi người rất nhiều, nhưng chẳng nhờ vả được ai, chăm chỉ cày cuốc kiếm tiền, nhưng không ai hiểu hay bị chỉ trích là không bằng người này người kia. Người đời chửi rủa là bất tài vô dụng, miệng lưỡi thế gian cay độc là như thế, chung quy là vẫn chỉ vì nghèo, vì không có tiền. Đinh Mùi là con người thiện lương, đức độ, giàu nhiệt huyết, thông minh, hào phóng mà không ngại khó, ngại khổ và có tính độc lập rất cao. Dù thế nhưng các Đinh Mùi có biết vì sao mà mình cứ mãi long đong, vất vả, chăm chỉ cày cuốc mà vẫn không thấy thần tài tìm đến, sự nghiệp thăng hoa hay không? Đấy là vì Đinh Mùi chưa gặp thời, các cụ đã nói rồi, cho dù có tài giỏi đến đâu, chịu khó đến đâu mà không gặp thời thì cũng bằng trắng tay. Cái số kiếp của Đinh Mùi định sẵn, thời trẻ ba chìm bảy nổi, long đong vất vả, nhưng càng về sau thì lại càng có số hưởng lộc giàu sang. Báo với Đinh Mùi một tin cực vui, Đinh Mùi sẽ cực giàu có, phát tài, kiếm được bộn tiền nếu chú ý điều này. Bởi vì sao? Bước sang năm 2024, có tiệc quan tứ phủ, tiệc quan đệ nhất, đệ nhị là thời điểm mà bề trên sẽ mở cửa để ban ơn, ban phước, cực kỳ nhiều lộc. Cộng thêm tử vi năm 2024 của Đinh Mùi là cực đỏ nên sẽ có cơ hội đón tài lộc, giàu có bất ngờ nếu Đinh Mùi tỉnh táo nắm bắt, ắt kiếm tiền trăm, tiền triệu, mua nhà sắm xe. Nếu lỡ bỏ lỡ thì phải chờ đến 10 năm, thậm chí là 20 năm thì mới có cơ hội để hội tụ thiên thời địa lợi và nhân hòa như là năm 2024 này. Nếu nắm được vận trong tay cả đời Đinh Mùi công danh song toàn, được thần hộ mệnh, tài lộc nhiều không kể hết, sự nghiệp phất lên cao như diều gặp gió. Vậy, để biết được vận trình chi tiết tử vi trong năm 2024 của Đinh Mùi sẽ diễn biến ra sao, làm thế nào để vận may đến với mình và Đinh Mùi phải làm sao để giữ được vận trình cực may cực đỏ này, thì xin mời quý vị hãy theo dõi tiếp video ngay dưới đây nhé. 1. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, năm 2024 như sau. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 đi ngược thời cuộc, tiền bạc nhảy vọt, sự nghiệp thăng hoa, bất chấp khó khăn chung. So với tử vi năm 2023, thì vận trình năm 2024 của người tuổi Đinh Mùi có bước tiến nhảy vọt, rực rỡ hơn đôi phần và dần có xu hướng ổn định, ít bị biến động lớn do tác động ngoại cảnh. Nhờ được nhiều cát tinh trợ mệnh, hầu như không có hung tinh tác động xấu, nên mọi phương diện cuộc sống của đương số đều có sự phát triển đáng kể. Tuy nhiên, không ai nắm tay từ sáng tới tối được, cát khí không thể tự nó kéo dài xuyên suốt cả năm, đan xen với nó là những thời điểm hung khí lấn át, hoặc đơn giản là cảm xúc đi xuống cũng kéo theo vận trình giảm sút. Miễn là mệnh chủ luôn duy trì được tinh thần tích cực, lạc quan, chủ động trong mọi tình huống thì sẽ có một năm mới đáng để kỳ vọng. Về phương diện sự nghiệp, có thể nói rằng năm nay là một năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tay vào cơ hội cất nhắc. Năm nay có sao chính ấn và chính quan phù trợ,
sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh. Quý cô bác vốn là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao, nên một khi được giao cho nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Tất nhiên, quá trình làm việc không tránh khỏi va vấp, song quý cô bác không nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tinh thần quyết tâm và tích cực không những giúp quý cô bác đạt được mục tiêu đề ra mà còn truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, các tinh thiên đức báo hiệu quý nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất, chỉ cho quý cô bác một hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn. Năm 2024 sẽ đem tới cho quý cô bác cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của bạn. Khi được cấp trên hoặc đồng nghiệp đề bạt tiến cử, bạn hãy tự tin đứng lên nhận lấy những gì xứng đáng thuộc về mình, cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đem lại lợi ích cho tập thể chính là cách báo đáp mọi người xung quanh đúng đắn nhất. Với những người mới chập chững bước vào một công việc mới hoặc một môi trường làm việc mới, nhờ chịu tác động tích cực của sao Thái âm, quý cô bác luôn duy trì được tinh thần lạc quan tích cực, tự tin nói lên suy nghĩ của mình. Những quan điểm mới mẻ của người trẻ sẽ giúp quý cô bác gây ấn tượng với mọi người xung quanh, giúp tập thể tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Nhìn chung thời điểm này, bản mệnh hãy dũng cảm làm những điều mình cho là đúng. Chỉ cần bạn có lòng quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn. Hơn nữa, thời điểm này tiểu nhân lùi bước, quý cô bác không còn phải quá đề phòng mọi người xung quanh. Ai đến với quý cô bác cũng là người có thiện ý. Bạn sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh môi trường nào. Cốt là quý cô bác không dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đạt được và ngủ quên trên chiến thắng. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 nhận định tài lộc biến động không quá nhanh mạnh nhưng bền vững và tích lũy ổn định trong năm 2024. Dù quý cô bác làm trong lĩnh vực nào, làm công, tư hay làm chủ, giữ vị trí gì đi nữa thì chỉ cần bỏ công bỏ sức ra lao động sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, chính ấn và thiên ấn cho thấy quý cô bác đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mà như vậy thì quý cô bác chắc chắn được nhận không ít tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng, cấp trên sẵn sàng tưởng thưởng cho những nhân viên cần mẫn và tài năng như bạn. Nếu tin tưởng vào bản thân và những gì mình đã gặt hái được cho tập thể, bạn cũng có thể mạnh dạn và chủ động đề bạt mong muốn được tăng lương với cấp trên. Khả năng được phê chuẩn là rất cao, chẳng ai lại không muốn giữ một người mang lại nhiều giá trị cho tập thể ở lại công ty cả. Với người làm kinh tế, các tinh thiên đức giúp quý cô bác hóa giải nhiều khó khăn bạn gặp phải trên con đường làm giàu. Quý nhân luôn xuất hiện những lúc quý cô bác cần nhất, cứu bạn thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Con giáp này cởi mở tốt tính nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Quý cô bác không những tự tìm được những đối tác phù hợp cùng chung chí hướng với mình mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Năm nay là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Chỉ cần quý cô bác chấp nhận vất vả, bôn ba một chút thì khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy vào trong túi bạn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Phương diện tình duyên của người tuổi Đinh Mùi khá bình yên trong năm 2024 này. Quý cô bác đã biết chú ý hơn đến lời nói và cách ứng xử của mình, vì thế mà bạn được lòng mọi người xung quanh nhận được nhiều sự yêu mến. Với người độc thân, quý cô bác đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc nên dễ trở thành người nổi bật trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp sẽ muốn kéo gần khoảng cách với bạn, chỉ cần bạn chủ động bật đèn xanh thì cơ hội nên duyên với một ai đó là rất cao. Người thân quý cô bác, bạn bè, thậm chí là cấp trên cũng thường xuyên giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Những đối tượng được giới thiệu thường là người đáng tin cậy, có công việc ổn định và kinh tế vững vàng. Nếu hướng tới mục tiêu lập gia đình thì quý cô bác nên cân nhắc thử gặp gỡ xem sao, biết đâu đó chính là người bạn mong mỏi tìm kiếm suốt bấy lâu đấy. Với những người đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, quý cô bác có một mái nhà đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu cho nhau. Vợ chồng quý cô bác luôn tâm sự cùng nhau mọi chuyện và cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn. Giữa cha mẹ và con cái khó tránh khỏi những lúc bất đồng trong cách nghĩ, cách làm, song đôi bên luôn cố gắng thử đặt mình vào vị trí của đối phương, nhờ thế mà không có mâu thuẫn nào gay gắt nổ ra, đôi bên cũng ngày một thấu hiểu nhau hơn. Sao Thiên Đức cũng giúp các cặp đôi được đón nhận tin mừng đón thành viên mới trong năm 2024 này, hãy luôn quan tâm, chăm sóc nhau để con cái được ra đời trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Về phương diện sức khỏe, dưới góc nhìn tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2024, đương số sẽ không gặp phải nguy cơ lớn lao gì về sức khỏe trong năm này, mệnh chủ duy trì được sức khỏe ổn định, tinh thần phấn khởi lạc quan, nhờ vậy mà quý cô bác có thể bắt tay làm mọi điều mình mong, muốn tham gia vào mọi hoạt động để đạt được mọi kế hoạch đã đề ra. Nếu mắc phải những căn bệnh mãn tính trước đó,
thì thời điểm này do chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và tuân thủ lời bác sĩ, uống thuốc đều đặn mà quý cô bác cảm thấy bệnh tình của mình có dấu hiệu cải thiện. Một số người gặp được đúng thầy, đúng thuốc, thậm chí có thể chữa khỏi được bệnh trong năm này. Quý cô bác cũng không nên phung phí sức khỏe của mình, dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Nếu bỏ bữa thường xuyên hoặc hay thức khuya dậy sớm, quý cô bác sẽ dễ bị bệnh dạ dày, xương cốt hoặc các vấn đề về thần kinh. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2024 như sau. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa xuân 2024 của tuổi Mùi. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần, việc làm ăn và guồng bình ổn, có cơ hội mở rộng quy mô, tuy nhiên vận quý nhân không nhiều, chủ yếu tự lo tự làm, không có ai hỗ trợ nên lúc nào cũng tất bật. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão, cát khí thăng hoa, công việc gặt hái thành công lớn, có thể được đề xuất thăng chức hoặc tăng lương, có điều áp lực lớn lại ít vận động, khiến đương số dễ bị đau nửa đầu hoặc đau cột sống, xương khớp. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn, có của nên giữ kín, đừng khoe khoang kẻo bị kẻ gian nhòm ngó, thậm chí đột nhập tư gia trộm đồ quý giá, tiền bạc tiêu xài nhiều, đa phần dành cho người thân hoặc tạo các mối quan hệ mới. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa hè 2024 của tuổi Mùi. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ, thời điểm làm ăn suôn sẻ dễ ký kết được hợp đồng lớn hoặc được cấp trên khen thưởng đề bạt. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ, có lộc về đầu tư bất động sản hoặc lĩnh vực tài chính, nguồn thu phụ gia tăng, tiền bạc dồi dào, có điều thận trọng khi đi lại, nhất là đến nơi sông nước kẻo gặp xui xẻo. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi, tinh thần bất ổn, dễ nổi nóng gây hấn với người khác, khiến công việc bị trục trặc, gia đạo xuất hiện mâu thuẫn, chuyện tình cảm lứa đôi bất hòa, đổi lại, phương diện tài chính khá tốt, tiền bạc vào ra cân đối không phải lo nghĩ nhiều. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa thu 2024 của tuổi Mùi. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân, ra ngõ gặp quý nhân, gặp việc khó có người nâng đỡ, thu nhập có gia tăng do có thêm nguồn thu phụ, có điều, cẩn trọng khi đi đứng kẻo bị té ngã va quệt khiến thương tật ở tay chân hoặc vùng mắt. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu, tài khí vượng, làm ăn kinh doanh phát đạt, tiền bạc chảy không ngừng vào túi, đào hoa vận cũng dần vượng, tốt cho những ai còn độc thân. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất, tiền bạc có dấu hiệu hao tán do bị lừa gạt hoặc chi phí cho sức khỏe, gia đình đón hỷ tín, có tin vui về con cái trong nhà. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa đông 2024 của tuổi Mùi. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi, tiền bạc không ngừng chảy về túi, tiêu pha rủng rỉnh cho cả người thân trong gia đình, đón tin vui về con cái hoặc hỷ tín trong nhà. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý, kinh doanh buôn bán đắt hàng, nhưng sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, nên ưu tiên nghỉ ngơi, cẩn thận đường sông nước hoặc các vấn đề về da như dị ứng thời tiết, phát ban do không hợp thổ nhưỡng. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu, công việc làm ăn nhiều và áp lực, có điểm tiểu nhân quấy phá, hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ kẻo mắc mưu kẻ xấu, gia đạo có chút bất hòa, nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thưa quý vị, không biết ở đây có quý vị nào tò mò về tử vi tháng 1 âm lịch trong năm 2024 của quý tín chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 sẽ ra sao không? Vậy để Minh Đường tử vi bật mí phần luận giải của các chuyên gia nhé. Nguyệt lệnh mộ cho thấy, sự trì trệ của con giáp tuổi Đinh Mùi trong tháng đầu năm mới, quý cô bác vẫn còn ham vui, ham chơi và chưa muốn bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Nếu có ngồi làm việc thì tâm hồn vẫn treo ngược cành cây, bản mệnh là người lập dị, có xu hướng tập trung vào sự khác biệt. Chìa khóa quan trọng mà con giáp tuổi Đinh Mùi nên nhớ trong tháng này đó là sự hòa giải. Quý cô bác cần phải đưa ra một số phán đoán và thiết lập lại các mối quan hệ hòa bình. Điều này sẽ cải thiện tài vận của bạn. Thời gian này bản mệnh đam mê nghiên cứu, làm việc gì có tính chắc chắn cao, tử vi cát tinh trợ lực sự nghiệp thêm phần hanh thông, tài lộc lúc này cũng được cải thiện rõ rệt. Tháng này tình hình tài chính đã rực rỡ hơn nhiều, cho dù là sống tiết kiệm để chuẩn bị cho kế hoạch trong tương lai. Nhưng đừng vì thế mà quên mua sắm những món quà xứng đáng thưởng cho những vất vả của mình trong thời gian qua. Cũng trong khoảng thời gian này, quý cô bác phát hiện ra một vài mối quan hệ không được như kỳ vọng. Khi đó đừng tự đổ lỗi cho bản thân, mà hãy rút ra những bài học riêng cho mình để tránh các trường hợp tương tự.
Tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Mùi tháng 1 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp tháng 1 năm 2024. Tử vi xuất hiện trong tháng này mang lại những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực sự nghiệp của con giáp tuổi Đinh Mùi ở khía cạnh ngắn hạn lẫn dài hạn. Năng lượng từ các tinh này mang đến cho bạn khả năng và sự tự tin để vượt qua các chướng ngại trước mắt. Những người đang làm việc sẽ thể hiện bản thân tốt hơn. Các nhà lãnh đạo sẽ chú ý đến bạn. Quý cô bác biết mình muốn đạt được gì trong khoảng thời gian sắp tới và dồn toàn bộ năng lượng để hoàn thành mục tiêu. Những người đang tìm việc sẵn sàng tìm kiếm sự phát triển trong ngành yêu thích của mình, quý cô bác sẽ làm việc mà mình thích. 2. Tử vi tài lộc tuổi Đinh Mùi tháng 1 năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, chính tài ghé thăm mang tin vui về tiền bạc cho bản mệnh trong tháng đầu tiên của năm mới. Dự báo tháng này quý cô bác sẽ gặp nhiều bước ngoặt về tài vận, vận thế sẽ hanh thông nếu quý cô bác chịu đối mặt với những khó khăn trước đây và xử lý tốt được chúng. Bạn sẽ nhận được thêm một số phần thưởng do thành tích công việc vượt trội, có thể các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè sẽ mang đến cho quý cô bác một điều bất ngờ trong tháng về vận may tài chính. Thời gian này cũng chỉ ra rằng, việc giao lưu với bạn bè và tặng quà sinh nhật, cưới hỏi cũng sẽ khiến quý cô bác tốn một khoản tiền lớn. Tử vi tình duyên tuổi Đinh Mùi tháng 1 năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch, bát bạch bay về phương Đông Nam, dễ có nhiều chuyện vui. Nhất là về đường tình duyên có thể sẽ gặp được người mình thầm thương, người độc thân có thể khiến một số người khác phải cảm thấy thu hút vì sự cá tính của mình. Một số mối quan hệ mới của bản mệnh thời gian này sẽ có xu hướng phát triển quá nhanh, khiến quý cô bác không thể bắt kịp. Tuy nhiên, có những lúc bạn có cách ứng xử không thích hợp, dù là mối quan hệ lãng mạn hay đối tác kinh doanh, quý cô bác vẫn cần bày tỏ những mong muốn của bản thân một cách khéo léo. Những người đang yêu hay đã lập gia đình sẽ có chuyến dã ngoại hoặc đi du lịch cùng nửa kia. Đây là chuyến đi hâm nóng tình cảm cho hai người nhân dịp đầu năm mới. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Đinh Mùi tháng 1 năm 2023. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh Đinh Mùi nên chú ý hơn về vấn đề sức khỏe, dẫu cho công việc sắp tới có thể khiến quý cô bác bận rộn, nhưng cũng đừng vì thế mà từ bỏ những thói quen lành mạnh. Thời gian này, quý cô bác cũng cần phải sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý nếu không muốn bị kiệt sức, nếu có thể hãy tự thiền. Vì đó là cách bạn cân bằng lại cuộc sống nhanh chóng, quay lại làm việc không bị gián đoạn mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, nếu quý cô bác chú ý hơn đến chế độ ăn uống, sinh hoạt, thì tháng này thể trạng của bạn sẽ ổn định, khả năng mắc bệnh sẽ thấp hơn. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2024, cách phòng tránh và hóa giải vận xui trong năm 2024 dành cho tuổi Mùi. Như đã nêu trên, 2024 được coi là năm cát lành với tuổi Đinh Mùi, có điều, cát khí năm Giáp Thìn tuy vượng nhưng không thể kéo dài xuyên suốt năm, xen vào đó sẽ có những khúc trầm lắng, khó khăn hay đôi chút xui xẻo. Cho nên đương số không nên chủ quan khinh suất, tránh ngủ quên trên chiến thắng, để rồi khi tỉnh lại đã tuột khỏi tầm tay, nhiều cơ hội tốt phải nói lời tiếc nuối. 1. Luôn nhắc nhở bản thân khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này, trong năm mà cát khí vượng nhiều may mắn, thì đương số lại càng cần đề cao tính này, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn, hoặc coi khi người khác kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn, hay bạn bè mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi đã có rồi thì cũng không được có tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm. Trái lại nên tập nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy. Có như thế tuổi Đinh Mùi mới hoàn toàn có được cát khí từ vận trình, chủ động trong mọi tình huống và có thể thay đổi được chính vận mệnh của mình theo hướng như mong đợi trong năm 2024.
Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Đinh Mùi 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên sức khỏe. Chúc quý bạn tuổi Đinh Mùi năm mới vạn sự cát lành. Đức Phật dạy cách tránh xui cực kỳ đơn giản, bạn sẽ hối hận vì từng bỏ qua. Đức Phật dạy cách tránh xui. Đã từ lâu lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế, không chỉ có đệ tử của Ngài, mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có lần, một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không, Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây, có một con vẹt sống trên một ngọn núi cao quanh năm phủ đầy tuyết. Chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ vì họ đều bị mù, nên không thể bay lượn tự do như chú. Cũng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt vừa thề rằng nếu mùa này thu hoạch khá, ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu, cũng là lúc chú vẹt đã thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng có những bông lúa sai chĩu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt, chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông xem lại bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân, chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà, tại sao ông tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vị thế một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa. Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại, vậy ngươi đem lúa của ta cho ai? Con vẹt đáp lại, tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ vì bố mẹ tôi bị mù. Nghe thấy thế, người nông dân bảo con vẹt rằng, từ nay trở đi, ngươi cứ tới đây lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý, ta sẵn lòng giúp ngươi. Được biết chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sariputra, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của Đức Vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Siddhartha Gautama, Tất Đạt Đa Cổ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại, vậy các ngươi có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không? Trong khi mọi người còn phân vân thì Ngài cho hay, có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai, là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất, là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai, là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. Vâng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.